Lâu hơi cực tự kỷ xíu chị. Dám nói thì mà dám làm. Hơi lưng khòm tí tại vì ôm trẻ. Em không thích con trai hút thuốc. Về cái động tác mà ẵm em bé thì cái tay nó sẽ to. Ông không bấm là tôi lên bấm á nha. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ giới thiệu mình đi em. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Phạm Tín. Em năm nay 26 tuổi. Em đến từ Vũng Tàu và hiện em đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm công việc gì Tín? Em công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Thùy Trang. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Kiên Giang ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên mầm non ạ. Dễ thương, cô giáo rất là tùy mị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh thì em có biết hát chút. Hát nhạc thiếu nhi hả? Dạ. Nhạc bolero hoặc là dân ca em cũng hát được. Chà, cô gái như thế này bolero chắc ngọt lắm đây. Một tràng pháo tay cho cô ấy là một đoạn nhé mọi người nha. Do là em chuẩn bị nhạc này không phải là nhạc bolero. Nhạc gì cũng được hết. Mời em. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua em đêm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Em xin hết. Tươi lên em, trời ơi, cười rất là dễ thương. Đáp lại luôn em. Hôm qua anh thấy, ôi người ấy đang trong tay với cô nào đấy, giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Xin hết ạ. Được, dễ thương. Điểm yếu của em thì em lâu hơi cực tự kỷ xíu chị. Khi mà em buồn đó em ít khi nói chuyện với ai lắm. Khóc một mình là tự nín một mình thôi. Thế nào buồn thấy cô đơn không có bạn trai rồi khóc mình không? Cũng đôi lúc chị. Cũng đôi lúc mũi lòng ha. Nói chung là hơi bít ướt chút xíu ha. Còn chàng trai, điểm yếu của em, điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, thì vui tính, muốn gì cũng được. Muốn hát, muốn ca gì làm cũng được hết, tuy không hay. Rồi điểm yếu của em về chuyện yêu đương đó là em hơi rụt rè với những bạn gái đẹp nè. Bạn gái xấu thì em tự tin hơn. Còn rồi. Cái gì kỳ vậy? Cái lục bụng lỗ tai. Chuyện tình cảm thì em cũng hơi ghen nữa, mà ghen có chọn lọc. Đó là bạn gái mà đi chơi với bạn trai mà đẹp thì em không thích, mà bạn gái xấu thì ok. Giờ em thích quen bạn gái đẹp hay bạn gái xấu? Phù hợp với em là được rồi, lấy em làm chuẩn. Chuẩn này để lát kiểm tra chứ cũng khó lắm mà. Anh ơi, cho em hỏi là nếu như mà đi chơi với bạn bè bình thường á, nhưng mà bạn trai đó quan tâm với bạn gái mình hoặc là chọc ghẹo thì anh có ghen không? Quan trọng là bạn em xấu hay đẹp thôi. Chính đẹp nó ghen, không đẹp thì nó không ghen. Dạ. Đơn giản anh trả lời giùm luôn, anh biết luôn á. Em được mấy mối tình rồi? Em có là 2 mối tình chính thức à. Chính thức còn râu ria nhiều lắm đúng không? Quen được bao lâu, tại sao chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên thì từ thời trung học thì... Thôi bỏ qua đi. Sinh viên bỏ qua đi. Mối tình thứ hai thì em quen được cũng khoảng là 3 năm, mà từ thời năm 2 khi đi học, và quen mãi tới khi mà ra trường thì bạn chuyển công tác ở bệnh viện tỉnh khác. Và em thì làm ở Sài Gòn. Rồi chia tay. Xa mặt cách lòng ha. Dạ. Rồi, còn bạn gái, tình trường của em thì sao? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình. Mối tình gần nhất thì em quen cũng được 3 năm mà chị. Cũng chia tay rồi xong rồi cũng quay lại. Chia tay được 6 tháng xong em quay lại thì tình cờ em đọc được tin nhắn nên là quay lại được 2 ngày là chia tay luôn. Quay lại 2 ngày đọc được tin nhắn gì mà chia tay luôn? Đọc được tin nhắn là nhắn tin, cái người con gái đó nhắn lại là em không biết lúc trước là nhắn như thế nào, nhưng mà cái người đó nhắn lại là anh ơi, em bốc vé đi Thái Lan rồi. Và thế là em cảm thấy là không tin tưởng được nữa, và em quyết định là mình nên chấm dứt luôn. Rồi từ đó tới nay là không có quen ai nữa hết? Từ đó thì em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà mấy anh đó thì hơi sổ sàng á, nên là em không thích. Sổ sàng là sao, người ta làm cái gì em? Như đi uống cà phê, cái em lấy nón bảo hiểm em đội, cái anh không cho. Ảnh tự lấy nón bảo hiểm ảnh đội cho em.
Ủa, ủa? Cái đó đâu vừa đâu sổ vậy sàng. Vậy là gì đâu sổ sàng trời. Cái đó người ta quan tâm với mình thôi chứ sổ sàng gì đâu. Không phải là chưa phải là người yêu á chị. Nhưng mà em cũng chịu đi chơi, người ta hẹn hò thì người ta lấy nón người ta đội cho em là người ta chăm sóc em thôi. Tưởng đâu sổ sàng là chưa có gì ngồi cái sáp sáp vô hay là rờ mó gì mới là sổ sàng. Trời ơi làm hết hồn mà tưởng đâu cái gì. Vậy là em hiểu lầm anh rồi. Hiểu lầm á, em cũng hơi khó tính rồi. Ừ, nhưng mà chắc có lẽ cái nón nó hơi hôi. Vậy bây giờ em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dám nói thì mà dám làm. Có hiếu với cha mẹ, cao khoảng 1m68 cho lên. Bên kia okay. Cao nhiêu? Có luôn. Rồi được, tốt. Anh á không cần phải là ăn mặc một cách là bóng bẩy quá đâu. Chỉ cần bình thường là được. Đúng rồi, mặc quần người... hơi rách chút thôi. Em thích những người mà đơn giản thôi. Em không thích con trai nổ. Thế nào nổ, em thử một thí dụ coi. Mình như thế nào thì để cho người khác nhận xét mình á. Mình đừng có nên tâng bốc mình quá mà thực sự là mình không được như vậy. Thí dụ ta nói đúng sự thật thì được không? Dạ, nói đúng thì sự thật thì được. Em không thích con trai hút thuốc. Em trai dạ có hút thuốc không cưng? Dạ không ạ, em ghét thuốc ạ. Chàng trai mẫu người em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người của em thì kết hợp giữa hiện đại và phải biết nề nếp một tí. Dạ, nếu như bạn làm người giữ trẻ thì em nghĩ là chăm con rất là tốt. Phải biết lễ phép nè, thích những cái sở thích của em. Ví dụ như là em nghĩ là không có bạn nữ nào từ chối thích du lịch đâu. Em thích du lịch, năm em đi mấy lần. Về ngoại hình thì em thích một người bạn gái như thế nào? Dễ nhìn thôi ạ, không cần phải chuẩn ba vòng đâu. Tóc tai gọn gàng, nhộm cũng được. Nhộm cũng được? Dạ. Hiện đại mà. Tí nữa chị thấy em đó. Đây, thấy dạ. Luôn. Em rồi gì? Ủa rách thiệt hả? Rách thiệt. Trai ha, gọn gàng, hiện đại. Mà dạ. Nãy giờ qua nói chuyện em hình dung cổ sao? Em nghĩ là cô giáo này thì hơi lưng khòm tí tại vì ôm trẻ. Hay cuối vậy nè. Trời ơi, tự nhiên lưng khòm con trẻ. Thế không sao, cái đó nằm trong cái dự tính của em nè. Biết bao nhiêu gái mầm non ta đẹp đó, ai đâu có ai khòm đâu. Dạ, em cũng mong. Tưởng tượng ra con này khòm trời. Ờ, dạ. Chừng nào mà nhũ mẫu á, khòm. Rồi còn tưởng tượng gì nữa không? Dạ, về cái động tác mà ẵm em bé thì cái tay nó sẽ to. Dạ, cái nghề của người ta thiên liêng dạ. Vậy mà ông làm. Cầm cái bình sữa ra bú thì sao? Dạ, ba thì công hả? Dạ, mẹ mình sống. Ôi, bảy thằng bà. Bảy bà. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. Con tức hồi tao xấu quá không nổi. Không đưa cái bệnh nghề nghiệp con vô để mà ông vặn cục sống với vẹo tay, vẹo lưng rồi đó. Bên đây tành đẹp gái. Cô ghi giáo mầm non thường là dễ thương, xinh đẹp hết. Bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Năm nay hoặc năm sau. Em đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ hết chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Thôi chị thấy mặt em còn non quá, chị sợ em chưa trưởng thành. Dạ em vậy thì lâu rồi. Thì lâu rồi. Bây giờ cần đám cưới về thì ở đâu? Bạn đó ok thì ở Sài Gòn với em luôn. Có nhà chưa? Dạ chưa, nhưng mà hai người có hợp thì sẽ có nhà nhanh hơn. Nhanh là bao lâu? Cái kế hoạch tương lai là mấy năm? Nếu mà về nhà mà gom lên hết nữa thì... Cái gì gom lên về nhà dạ. Gom lên hết là gì? Dạ, gom lúa nhà lên chị. Mà nói vậy thôi chứ mà nhà em là trồng tiêu. Dạ em gom lên hết thì tùy khu vực Sài Gòn thôi. Vùng dạ. Ven được rồi. Vùng ven thì em chưa có hỏi giá. Ra cái kế hoạch bao nhiêu lâu mình mua được nổi miếng đất hay mua cái nhà mình an cư lạc nghiệp, hiểu không? Dạ em nghĩ thì nhanh thôi, trước khi em già. Mình phải biết được là khoảng thời gian bao lâu. Chị xin chúc mừng em và chị tin rằng thế nào trước khi em già em cũng sẽ lấy được vợ. Không có định hướng được. À, không có định hướng thế chưa? Không, chàng trai bên đây nói chuyện vui thôi. Dạ. Chứ cũng bạn lĩnh lắm á. Bởi vì cái công việc của bạn á nó cũng rất là khó khăn vất vả. Có thể là nhiều khi nói chuyện chị Tường là bạn ấy vui thôi. Vui dở một lát em hỏi lại. Chàng trai này là một trong chàng trai mà tôi nghĩ rằng là phải có tấm lòng. Bây giờ chọc cho vui thôi ha. Có nghiêm túc không hay là cà rỡ nữa là biết liền à. Em chào anh. Cô giáo xinh đẹp mà kêu tả hồi em bực á. Em không thích gì tính của người đàn ông? Lăng nhăng. Vì công việc quá nhiều em cũng không thích. Phải biết dung hòa với cuộc sống bên gia đình và cuộc sống bên ngoài nữa. Đồng tiền thì rất là quan trọng nhưng mà em nghĩ là gia đình mình cũng rất là quan trọng. Em nói làm anh nhớ tới anh quá. Anh lo kiếm tiền quá. Không anh bỏ vợ con anh. Nhiều khi mình phải biết cân bằng công việc ha. Dạ. Mình bỏ bê gia đình như vậy cũng không tốt. Dạ. Cái này đàn ông phải suy nghĩ cho chín chắn. Sao anh mũi lòng quá vậy. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với cô hiệu trưởng cũ của em. Chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thật ra thì Trang rất là dễ thương.
À, bề ngoài thì Trang rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra thì cái tính cách của Trang rất là kiên định. Làm việc với Trang thì tôi rất là yên tâm. Trang rất có trách nhiệm trong công việc. Cô thấy chàng trai bên đây rất là được. Về cái công việc thì cô rất là ok. Tại vì mình là nhà giáo với y tế thì đó là một cái liên đới với nhau thì rất là hợp. Mặc dù thì về cái tầm vóc á, thì đối với Trang thì cô không có ok, nhưng mà cô không quan trọng gì vấn đề cái tầm vóc. Nhưng mà về cái nhìn chung thì cô rất là ok với cái chú bên đây. Dạ, cảm ơn cô. Chào chị với ai? Dạ, thưa anh chị, chương trình em đi với người bạn thân của em và cũng đang ế, đó là bạn Quang Đạt. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em là bạn thân của Tín từ hồi đi học đến bây giờ, là đồng nghiệp luôn ạ. Ế luôn, đang ế hả? Dạ, hôm nay đi là để Tín tiền chạm trước ạ. Muốn nói với Tín một điều này, Tín ơi, cô gái bên đây thực sự rất là tuyệt vời. Và tôi thấy ganh tị với ông nữa. Ông không bấm là tôi lên bấm á nha. Cũng chúc Đạt sẽ mau đến đây ngồi để tìm được một nửa của mình luôn nha. Rồi, bây giờ mình kéo màn lên. Chuẩn bị nha, cái này bình tĩnh, không có đùa nữa nha. Dạ. Bắt đầu. Làm sao chinh phục được cô gái đấy? Tặng hoa. Dạ. Rối rồi. Đây là bó hoa anh tự làm, nó không đẹp nhưng mà hy vọng anh thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh tự trồng à? Không có, anh tự gắn lại với nhau thôi, chứ còn trồng hoa thì không có trồng. Nhà anh trồng tiêu, anh sẽ tặng cho em hoa tiêu. Em cũng có món quà. Em gửi anh. Cảm ơn nhiều. Này, đây gì làm luôn đi. Cái đó là gì đó? À, quên mất. Anh sẵn có một tiết mục xin tặng mọi người và đặc biệt là tặng cho em. Những suy nghĩ trong ấy giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nếu mai này em nói lời chia tay, anh sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tư thôi, nhưng anh đúng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười thân thơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi? Nếu xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong tâm trí anh mà thôi. Lãng mạn và trữ tình. Em thấy cây đàn là có điểm cộng rồi đó chị. Thích không em? Em thích đàn nhưng mà em không biết đánh đàn. Anh sẽ bày cho em. Ủa mà em ơi, nãy chị thấy em có cầm miếng vét nhét miếng giấy gì dưới này là cái gì vậy em? Cái phần năng khiếu của em, đọc diễn cảm á chị. Chắc là em làm tặng lại cho bạn. Rồi em làm tặng bạn nó đi. Chắc là em không nhìn được bạn để em tập trung hơn. Em rất là thích cái hoạt hình Doraemon nên là... Anh cũng vậy nữa, cày hết Doraemon luôn. Em định mua Doraemon tặng anh đấy chứ. Nobita, con đâu rồi? Làm bài tập xong chưa? Chết rồi mẹ phê! Nobita, cậu dậy nhanh lên! Cậu về của anh Doraemon. Nobita ơi, cậu có ở nhà không? Nobita, cậu dậy nhanh lên! Bà và Suzuka tìm cậu kìa! Nhanh lên, dậy nhanh lên Suzuka! Dậy nhanh lên! Cũng rất là đặc biệt! Hai! Được đó, hai bạn đều là những người có những cái năng khiếu, có những cái tài lẻ rất là đặc biệt. Vào trò chuyện tình yêu đi nha, chúng ta chỉ có 2 phút thôi. Anh có nhận xét về em? Anh thấy em thì về vẻ ngoài thì ngoài cái sức tưởng tượng của anh lúc nãy. Rất là bất ngờ, anh rất là hài lòng. Về cái công việc của anh và em thì anh thấy mình rất là hợp nhau, làm nhà nước rất ổn định và... Em làm trường tư anh. Trường tư, ok, không sao cả. Nhưng mà em yêu trẻ con thì anh đôi lúc anh cũng giống như trẻ con vậy đó. Nên là anh mà sao không nói được hết trơn, dễ sợ. Tiếp cảm nhận đầu tiên dành cho nhau như thế nào em gái? Dạ em thấy anh thì cũng đẹp trai mà không biết em. Là anh có chung tình hay không. Anh biết đàn thì em cũng có một chút gì đó có thiện cảm với anh. Hỏi ảnh hồi nãy em nói là gì, anh không có dứt khoát, không có rõ ràng gì đó. Vậy em hỏi anh đi. Em không biết là anh có dứt khoát không, nhưng mà anh chưa có cái kế hoạch, nó không có chắc chắn.
đúng rồi, khi đó là một cái điểm yếu của anh thì anh cũng mong muốn một cái người bạn gái và sau này người vợ thì sẽ hỗ trợ anh về cái vấn đề đó. Ví dụ như khi mình cưới nhau thì có những cái kế hoạch nào đó thì anh nước tới chân anh mới nhảy thôi. Thì anh hy vọng em thì giúp anh nhảy cho nó vững bước. Ủa sợ em lăng nhăng kìa, em trả lời sao cho cổ yên tâm đi. Mình nghĩ mà đi chơi với người yêu vẫn giữ cái tình cảm đối với người bạn trai của mình thì người ta càng quý mình hơn. Mình nói ra bây giờ cũng vậy thôi, mình chỉ cần thời gian. Thời gian là cái thứ mà nó quyết định. Chính xác rồi. Không hiểu gì chưa? Quen em nhưng mà tại vì một phần là do em muốn đi học lên thêm nữa mà em chỉ có thời gian là buổi tối thôi. 7 giờ trở về sau thì em mới rảnh thôi. Anh nghĩ thì đối với cái thời gian của anh á thì nó cũng trống nhiều thì anh sẽ đưa em đi học. Cảm ơn anh. Hết thời gian, đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Trái tim chúng ta có rung động chưa nha? Chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. Trái tim chúng ta có rung động chưa nha? Chúng ta đừng bấm nút vì bất kỳ chuyện gì cả. Hãy đưa ra sự quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Lý do tại sao em gái không bấm nút? Dạ, tại vì em cần một người đàn ông có tính quyết đoán hơn. Do cái cách thể hiện cách của thể hiện em làm cho cổ chưa có chưa có cảm thấy tin tự tin. Không, bạn trai hơi có tính hài hước chút á thì đôi khi cũng hơi cà rỡn tí thôi. Thực chất á, ông cũng chân thành lắm đó, chân ông thành, cà nhưng mà bởi vì đâu, cách mà nói cũng hơi cà rỡn chút, đôi khi nó không tạo niềm tin cho người đối diện. Rất là tiếc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Cảm ơn hai bạn. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Ngày hôm nay vẫn như thế, chúng tôi sẽ kết nối những cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không. Và bây giờ chương trình sẽ bắt đầu. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Anh có thể trả tiền 2 bát, còn 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Và mời bạn nữ. Trời ơi, ngồi đi cưng, ngồi đi. Ôi, xinh xắn quá à. Em giới thiệu gì mình đi em trai. Đúng rồi. Xin chào mọi người, xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em rất thích chị Lan Thư từ cái chương trình Quyền Lực Cái Lóng ấy ạ, rất là hâm mộ. Vâng. Cảm ơn bạn. Chào chị nha. Chào thì, cưng. Dạ vâng. Em tự giới thiệu em là Nguyễn Đức Cảnh. Em quê ở Hà Nội, bây giờ đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Và em làm môi giới bất động sản, độc thân, năm nay em 27 tuổi. Em ở Hà Nội luôn? Em Hà Nội luôn, vừa bay vào sáng nay. À, từ Hà Nội bay vào đây? Dạ vâng. Dạ em bận hết này. Rồi, cảm ơn em đã lặn lội đường xa vào tới trong Nam để tìm người yêu ha. Dạ. Cảm ơn Cảnh. Mời bạn gái. Em xin phép gửi lời chào đến chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Chào em. Cùng với bạn chơi ở bên cạnh và toàn bộ khán giả đang tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu họ tên đầy đủ của em là chị Ngân Kỳ. Ngân Kỳ. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì em đang làm cho Mercedes-Benz ở Láng Hạ ở Hà Nội ạ. Ồ, vậy là em cũng bay từ Hà Nội vào đây. Dạ vâng. Mới hôm nay em bay chuyến sáng sớm nhất. em bay chuyến mấy giờ? 5:30 đấy ạ. 5:30, anh bay chuyến 8:40. Bây giờ mày nói về một chút xíu về mình đi nào. Ưu điểm và khuyết điểm Cảnh là gì? Ưu điểm của em là người chân thành, hướng ngoại, khả năng giao tiếp tốt,
là khả năng gây thiện cảm là tốt, biết lắng nghe. Rồi. Đấy. Điểm yếu là gì? Hơi cầu toàn một tí. Ví dụ như là sửa máy móc, cái là đấu điện vớ vẩn là dập chết. Nên là thôi, những cái khoản gì thì mình nhường cho người khác. Đấy là yếu điểm của em. Có những nhân viên bán bất động sản này kia cũng lanh lắm ha. Em lanh lợi từ bé rồi, chưa bán em đã lanh sẵn rồi. Này bạn nam hay ho nhỉ? Hay chứ, em hay ho lắm. Đấy nhỉ? Em hay lắm. Hay ho thế sao ế nhỉ? Thực ra là ế như là do là em xác định khoảng 35 em mới cưới vợ, hoặc là 30 tuổi mới có người yêu, thì bây giờ em vẫn đang sớm mà. Còn Ngân Kỳ, em nói về ưu điểm và khuyết điểm bản thân mình nè. Ưu điểm của em thì rất là ít, nhưng mà chắc là khuyết điểm thì khá là nhiều. Em cũng khá là tự tin giao tiếp. Em có cái ưu điểm là em ăn nhiều lắm. Em có thể là ăn 2 bát mì, 2 bát phở. Em ăn 2 bát mì liền, ăn xong ăn 2 bát phở nữa. Không ạ. Tức là ăn đúng một lần 2 bát đấy. Dạ vâng, đúng ạ, em ăn có thể ăn gấp đôi. Gấp đôi thì anh đang ăn đấy. Có thể em ăn 4 bát tổng cộng. Em không sao không, tâm lý phụ nữ bây giờ ai cũng sợ ăn hết, sợ giảm, lúc nào cũng giảm cân, hiểu không? Không sao, cái đó chị nghĩ là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm đâu. Em tiêu tiền rất là tốt đấy. À, tiêu tiền tốt, tiền em kiếm được thì em tiêu, anh không liên quan. Bao giờ mà chưa cưới thì là kệ em tiêu, nhiên là chuyện của em thiệt thôi. Nhưng mà chưa cưới mà hẹn hò mà yêu nhau, em vẫn muốn tiêu tiền của người yêu em cơ. Hợp lý. Ví dụ nha, đi ăn phở với nhau đúng không, em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3, anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng một bát kia là em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không, nếu không em sẽ không yêu anh nữa. Thì anh phải trả trước luôn. Em sẽ không yêu người kibo với em một bát phở đâu. Anh biết là muốn có tình cảm thì phải dựa trên cái gì không? Dựa trên sự chân thành. Không, cái thể hiện của anh như thế nào để cho em có tình cảm với anh chứ? Đúng. Thì đấy là em đang tình yêu ích kỷ. Em đang tình yêu ích kỷ. Tình yêu mà vị kỷ đó. Vì người khác thì em sẽ nghĩ khác. Trời đất ơi, ông không. Ơi đó là quan điểm của bọn em, nó đang hơi bị lệch một tí. Không lẽ tình yêu sức mẻ từ ba bát phở? Nhiều khi mình phải nghĩ, ô, lỡ người ta thử lòng mình thì sao? Chưa gì vào ăn ba bát à? Anh trả 2 bát, em trả 1 bát. Ô, thế thì đâu mà sức chết tôi chạy đấy. Như thế là không chơi với luôn chị ạ. Bát phở không phải là thiết về kinh tế à, mà nó thể hiện cái quan điểm sống. Còn cái chuyện mà kiểu mời nhau đi xem phim hoặc là một hai lần đầu thì ai, có nghĩa là ai trả thẳng được. 700 mua món quà tặng nhau còn được cơ mà. Đúng rồi. Nhưng mà quan điểm nó có hợp nhau để sau này mình cần. Cái bát phở thì vứt bỏ cũng được, quan trọng gì nhưng mà quan điểm nó là quan trọng. Quan điểm gì vậy? Quan điểm mới quan trọng. Quan trọng là mình phải có quan điểm. Rồi, thôi coi như lúc đầu chúng ta chưa hiểu nhau gì bắt phở đi. Em đã có mấy mối tình rồi em gái? Em thì cũng có khá nhiều mối tình rồi. Khá nhiều mối tình hả? Vâng, chắc là khoảng 4-5 người đấy ạ. Mối tình mà mới đây nhất là bao lâu? Mới đây nhất là, thực ra thì nó cũng như là một sự tìm hiểu, chưa hẳn là một mối tình ạ. Mối tình ý là cách đây lâu chưa em? Đợt trước Tết ạ. Mà tình đó rồi. Tình nhẹ thôi. Còn em? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là qua Facebook khoảng 1-2 năm. Mối tình mới đây nè? Gần 4 năm rồi. 4 năm rồi? 4 năm. Mối tình đã kéo dài không? Kéo dài nửa tháng, nửa năm, còn là nửa tháng. Bạn gái tìm người yêu thế nào? Em thì thực ra quan điểm của em về tìm người yêu thì cần một người đàn ông, nếu mà sau này làm chồng ấy thì là sẽ là người chắc chắn là yêu thương mình và biết lo quan tâm chăm sóc cho gia đình mình. Là một người đàn ông có trách nhiệm, có lòng tốt, một người đàn ông cao thượng, không tính toán, so đo những cái nhỏ nhặt. Ví dụ như bát phở là em nghĩ là cũng hơi có vấn đề một tí. Chưa chắc là ảnh bắt em phải trả. Đấy là em cũng kiểu là em không thích người đàn ông mà kiểu tính toán. Còn nếu mà về mặt công việc thì em cũng muốn một người là có khả năng kiếm tiền, xác định có một công việc để mà lo cho gia đình, lo cho tương lai sau này. Và một người cũng phải biết nghĩ chứ không kiểu ăn chơi lêu lỏng, ba bủng rồi hút thuốc. Em cũng không thích cả nước chè nữa luôn. Có thuốc thuốc không? Em thuốc hút rất ít. Chè rượu chè có không? Chè không uống. Rượu thì nói chung là sinh hoạt nó cũng điều độ nhưng mà không nhiều. Rồi, ok. Đó là ý kiến của hai bạn rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi. Em đi với ai tới đây hả Kỳ? Chị ơi, hôm nay thì em bay vào đây một mình thôi ạ. Ừ, rồi. Thế chị đại diện người thân em nhé. Dạ vâng. Vâng. Thế còn gì bằng. Vâng. Anh trai đi với ai? Em đi một mình. Rồi, anh sẽ là bên đàn trai. Mỗi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Nghe nói bên đàn trai nhà anh đưa con gái nhà tôi đi ăn mà đòi tính toán bắt phở hả anh? Cái đó là quan điểm. Quan điểm như thế nào nè?
thử xem cô ấy có thật lòng sống chung với mình cả cuộc đời hay không. Chúng tôi bảo vệ cái số tiền đó để bảo vệ cho tương lai của con cái chúng tôi, chứ không phải bảo vệ cho một bát phở hay là cô gái ấy. Cái sự mà sống chung cả đời, chia sẻ kinh tế nó không có quy định qua cái bát phở. Ok, trong thời gian đầu tiên tìm hiểu yêu nhau thì tất nhiên con trai phải đóng vai trò hết sức là yêu thương và chiều chuộng phụ nữ, đó là điều đương nhiên. Chừng nào cả hai xác định ok chúng ta sẽ tới với nhau. Yêu chúng thương ta... là yêu thương, nhưng bát phở là bát phở. Khi nào chúng ta quyết định tới với nhau thì lúc đó ok ngồi xuống, kinh tế em làm, nhưng thì em làm, vậy chia sẻ. Giờ anh nghĩ sao, đi ăn với bạn gái vẫn ghệ quá. Ok, dạ bao nhiêu bát, bát mừng ra. Rồi thôi, rồi em trả hai bát, em trả một bát nha. Như thế là chúng ta sống giả vờ, chúng ta phải sống thật với bản chất sống của mình. Sống thật không chật với lòng. Nếu lúc đầu ơi, để anh trả, nhưng về đó khi mà lấy nhau rồi thì thôi em trả đi, anh không trả lúc đó mới là đau. Thà lúc đầu lộ nguyên hình, lộ nguyên hình. Cho người ta biết bản chất của mình, sau đó người ta biết rồi người ta càng yêu thương hơn. Còn hơn lúc đầu thôi để anh trả cho. Anh ghét nhất mấy người đàn ông đó nha. Có những người đàn ông chưa bao giờ đưa tiền cho vợ. Có thể hỏi vợ cần cái gì, đưa tiền mua, thậm chí là làm lương 10 triệu, đưa vợ có 2-3 triệu lo toàn bộ ăn uống trong gia đình, cơm áo gạo tiền, 7 triệu người đàn ông có thể sử dụng. Có những người đàn ông như thế. Cũng có nhiều người đàn ông là đưa tiền hết cho vợ. Có, thí dụ như anh, không, anh cũng có giữ lời hết. Mình phải giữ lời riêng một quỹ cho mình 20%, 30% gì đó để mình ngoại giao, để lo công việc này kia. Nhưng mình nói tóm lại là bản chất có thể lộ ngay từ đầu để cho đối phương hiểu. Nhưng mà khi lộ ra như vậy, tại sao không nghĩ lại ngược một cái điều là cô gái sẽ bỏ chạy thì sao? Ví dụ bản thân em hoặc Kỳ đây là những người phụ nữ tiếp phụ nữ hết sức là hiện đại. Chúng tôi có thể kiếm ra tiền, chúng tôi thậm chí chúng tôi có thể kiếm ra nhiều tiền nữa là đằng khác. Chúng tôi có thể tự lo bản thân mình, mua nhà, mua xe, tất cả mọi thứ. Nhưng tại sao đi ăn và đòi hỏi anh lại trả cho em một bát phở? Để coi cái sự chân thành của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào, ngay từ lúc mới quen nhau. Còn khi lấy nhau về chia sẻ kinh tế với nhau, đó là điều đương nhiên. Và chưa chắc kinh tế ai kiếm nhiều hơn ai. Cô gái đó yêu người đàn ông hay là yêu bát phở? Đàn ông thì yêu bằng mắt, con gái thì yêu bằng tay. Nhưng mà thật sự mới đầu tiên mà dẫn em đi ăn vô mà ngồi ăn ba bát mà kêu em trả lời một bát là em bỏ chạy. Em mất phép. Rồi bây giờ anh với bà mối đã tranh cãi rồi. Vào cái chuyện của em với cô ấy nè. Em vẫn nói là mới lần đầu tiên mà quen nhau đấy, mà hẹn hò thì chắc chắn là mình là người con trai, người trả tiền thì đúng. Nhưng mà ý là cái quan điểm xuyên suốt khi yêu nhau vài năm hoặc khi ở với nhau chẳng hạn, thì là cái chia sẻ về tài chính là điều nên. Chân thành về tài chính nó chỉ là một trong nhiều khía cạnh thể hiện sự chân thành thôi. Anh không hiểu rồi. Trực tiếp vào chất thì nó là quá tầm thường rồi. Em sẽ đối diện với cô gái ấy. Đúng. Em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Mẫu người ăn phở trả tiền đúng không? Đầu tiên là em thích mọi người bây giờ rất là chân thành. Rồi. Không chân thành là làm phí thời gian của nhau lắm. Em nói như thế thôi. Nhưng cái trong em tốt hơn như thế thôi. Nhưng mà em giảm cái hình ảnh cá nhân đi. Rồi. Để cho càng gặp nhau thì càng tiếp xúc thì càng quý. Đấy. Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là người hướng ngoại. Phụ nữ quan điểm hiện đại. Có yêu cầu gì ngoại hình không? Ngoại hình em nghe cái giọng em thấy là ok rồi. Ok rồi đúng không? Ok rồi. Nói chung là đủ cái tầm để mà hôn được là được khoảng 5 năm trở lên. Không đủ tầm hôn thì bắt ghế lên. Thì nó vất vả các bạn ý thôi. Chúng ta kéo rào đi. Không gian này là của tụi em đó. Bắt đầu câu chuyện là của tụi em. Nào. Xin tặng bạn một quà từ Hà Nội này. Có thể mở quà ra coi có bát phở. Cái phiếu để em coi thử xem nào. Cái cố định à? Rất là đáng yêu ạ. Bật mí là em gái tôi cấp lắm, có 1m69 à. Chưa chắc ai bắt ghế ai đúng không? Rồi. Em cao hơn. Bắt đầu. Trong Phật giáo đấy thì nó có câu thế này này. Gặp nhau đâu phải tình cờ, mà vô lượng kiếp trực chờ chữ duyên. Đấy, thì mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Anh muốn hỏi em là quan điểm của em về tình yêu. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà một khi hai người đã yêu nhau ấy, thì chắc chắn là phải có sự thông cảm, đồng cảm với nhau và chia sẻ cùng với nhau. Mình đặt vào vị trí của nhau đúng không? Vâng, đúng rồi. Thấy khó lắm. Nhưng mà dạ, cố gắng khó thôi. Thì mình mới phải đi tìm chứ anh. Con người sinh ra thì cũng không ai hoàn hảo được. Nên là khi yêu nhau thì không nên xét nét quá kỹ. Cái vấn đề nó không nhỏ nhặt, quan trọng đúng không? Nhỏ nhặt. Mà mình sẽ bỏ qua cho nhau và mình giúp cho nhau tốt hơn và cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh thấy rất là ấn tượng. Vâng. Anh quan trọng nhất ở người phụ nữ mà anh yêu ấy là anh yêu quý người ta nhất và kỳ vọng nhất ở người phụ nữ của anh là điều gì? Anh kỳ vọng nhất là sự chân thành và phải biết đối nhân xử thế. Một người ta hay sai lầm về tình yêu đấy,
là người ta chỉ biết là cái cách người yêu mình đối xử với mình đó là trời là bể. Sau này ví dụ như em với anh mà tìm hiểu nhau ấy thì một tuần anh sẽ dành thời gian cho em bao nhiêu ngày? Một tuần thì có thể anh dành được khoảng một ngày. Một ngày em thấy là hơi ít ạ. Một tuần một ngày mà còn ít nữa. Vâng. Thì em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy đúng không? Em đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nhưng mà em có thể xin phép ra ngoài để hẹn hò cùng anh. Yêu nhau mà một tuần mới gặp nhau một lần thì buồn lắm. À không, yêu nhau thì khác. Nhưng bây giờ là mình trong giai đoạn kể cả hẹn hò. Thì là theo em tần suất là mấy lần một tuần thì nó hợp lý? Em nghĩ là một tuần phải 3 lần. 3 lần. 3 2 là 6. Nhân cái gì mà lên 2 thành 6 không nói? Tính phở đây chị. À tính phở. Trời ơi là trời, tôi khổ quá tình yêu bắt phở này. Thì bây giờ em muốn 3 đúng không? Anh muốn 1 thì cộng vào chia ra. Đấy là khoảng là 2 lần một ngày. 3 cộng 1, 10 ngọt đó. Thôi ok, 2 lần một ngày cũng được. Tần suất thì hợp lý đấy. Bây giờ anh thích cái vụ này nè. Cho tụi em thêm 2 phút tranh luận về cái 3 tô phở đó. Em hỏi anh tại sao anh đi hẹn hò với em. Bây giờ em ăn 2 tô phở, anh ăn 1 tô phở. Xong anh bảo là anh chỉ thanh toán tiền 2 tô phở và 1 tô phở anh không thanh toán. Ngược lại vì sao anh lại trả cho em? Đúng ra đấy, anh chỉ trả cái bát giữa rồi đấy. Cái 2 bát là cái ga lăng rồi. Thế em hỏi anh. Bây giờ nhá, anh với em mới quen đúng không? Đúng đã tạo ra ấn tượng gì chưa? Dạ. Đã vì nhau được cái gì chưa? Anh ơi, nếu không có cái ấn tượng tại sao anh lại hẹn hò em đi chơi và sao em lại đi với anh? Nếu mà không có tình cảm, không có ấn tượng với nhau thì em đi ăn phở với anh làm gì? Em đi ăn phở với người mà em có ấn tượng chứ, cả anh cũng thế mà. Đấy là em hơi duy tâm, còn anh duy vật đấy. Mình đi chơi với nhau mình mới có tình cảm. Còn em là có tình cảm xong mình mới đi chơi với nhau đúng không? Có điều anh khác. À thế ạ? À? Bây giờ em phải cho anh một lý do để anh ga lăng với em, để anh trả em toàn bộ chi phí. Bây giờ gọi có 3 bát phở thôi, có cứ cho lại em ăn nhiều hơn anh đi. Nhưng mà em thấy chả có cái cớ gì mà anh lại chỉ trả tiền 2 bát phở. Còn là 1 bát phở, là em trả tiền. Thế cái sao gì? Thế sao anh không bảo là anh chỉ trả tiền 1 bát phở thôi? Còn 2 bát phở đấy em ăn là em trả đi. Anh cần gì anh phải trả cho em 1 bát phở làm gì? Cái thứ nhất là anh chưa từng nói là anh sẽ trả 2 bát phở, bắt em trả 1 bát. Ví dụ nhá, đi ăn phở với nhau đúng không? Em ăn 2 bát, anh ăn 1 bát là 3. Anh có thể trả tiền 2 bát, nhưng 1 bát kia em phải trả. Tại sao? Em đi làm rồi. Không. Anh không yêu cầu em phải trả. Nhưng mà anh nói anh tôn trọng những người phụ nữ mà khi đã làm ra tiền rồi đấy, họ có ý thức chia sẻ tài chính với người con trai. Nhưng mà anh có biết là nếu mà khi anh... em nhá, ví dụ em đứng lên em muốn chia sẻ. Nếu mà anh cho đi, anh là một người đàn ông cao thượng đúng không? Anh cho đi thì anh sẽ nhận lại. Sao em không cho đi trước đi? Không. Sao em không cho đi trước đi? Không, nói. Anh có hiểu về phụ nữ không? Em hỏi anh là anh yêu 2 mối tình rồi đúng không? Là người ta chia tay anh đúng không? Không, không, vô lý. À, anh như thế này anh chia tay người ta đúng không? Được rồi, không quan tâm vấn đề ai chia tay ai nhá. Hai bên chia tay nhau. Hai bên không thấy hợp thì chia tay nhau. Yeah. Tuy nhiên thì em thấy nó rất là buồn cười. Buồn cười, buồn cười đối với em nghĩ buồn cười thôi. Rất là buồn cười. Nếu em còn cơ hội em sao? Như này em sẽ chia sẻ với anh nhá. Em chia sẻ với anh. Rồi. Tư bản nhưng mà anh đang ở Việt Nam. Đang ở Việt Nam. Và cái văn hóa của Việt Nam nó đang quy chụp cái đời sống của tất thế cả mọi người. Thế nhưng mà nếu như mà ai cũng nếu mà anh muốn lấy gái thế? Việt Nam, anh muốn lấy gái Việt Nam. Được. Thì anh hãy trả hết tiền 3 bát phở. Còn nếu mà anh muốn lấy gái Mỹ, gái Canada, gái Úc, anh sang bên kia sống và anh trả tiền 1 bát phở, người ta trả anh 2 bát phở người ta ăn. Không. Anh nhưng mà anh hẹn hò thì anh phải thể hiện cái sự cao thượng của mình trước, anh phải cho đi trước, anh phải thể hiện sự quan tâm, anh thể hiện anh ga lăng. Anh đang nói anh cao thượng trả tiền hẹn hò đâu. Thì người ta mới có cái tình cảm dần dần về sau với anh và người ta sẽ bắt đầu là người ta chia sẻ cái phần tài chính với anh. Em chưa nói em bắt anh trả tiền. Hết tiền bác phở. Tiền bác phở có thể tranh cãi hoài không hết đúng không? Rồi. Bây giờ mình quyết định đi đến cái chuyện bấm nút nha. Cho dù cãi nhau, cho dù nói chuyện vui gì đó, nhưng bây giờ chúng ta nhắm mắt lại kiểm tra lại xem cái người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, hay chỉ là tô phở. Bây giờ 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian rồi. Em có bấm không? Nếu như mà không bấm thì có được xin số điện thoại không anh? Được. Rồi đây. Cảm ơn các bạn. Đây quà của em. Tặng cho mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Mỗi bạn nhận được một voucher mua sắm trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lộc Phúc Fine Jewelry.
với phương châm đem lại những thiết kế hoàn mỹ, các dòng trang sức của Lộc Phúc bắt nhịp với xu hướng thời trang thế giới. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Rồi có thể chúng ta hôm nay mình không phải là tình yêu ra về, nhưng mình vẫn có thể là bạn. Cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Xin mời. Cảm ơn các kỳ này. Chúng như là một quen nhau được. Cảm ơn. Anh đi bên nào chưa? Rồi. À, rõ ràng một chương trình rất dài. Ông hai bà mối khó vô cùng quý vị. Rất khó. Rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu, nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Lanh quá trời lanh à. Có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ồ dễ thương quá, chào bé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần giao lưu ha. Xin mời bạn nam mình giới thiệu về bản thân. Em xin chào MC Quyền Linh nổi tiếng. Em xin chào MC Nam Thư. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Lưu, năm 1994. Em hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình. À, dạ, đồng nghiệp với anh. Vậy đồng nghiệp của anh đó. Mà em mới vô nghề thôi. Dạ, em đến từ tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên đó giới thiệu đi, đàn gái coi sao nào. Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ. À, Tuyền, em nói về cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè. À dạ, cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, cũng biết lắng nghe, chia sẻ này kia. Khuyết điểm của em là hơi lề mề, chậm chạp đúng không? Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái. Nói về tài lẻ thì em có hát hò xíu. Khuyết điểm là gì? Hình như là không được cao lắm, hơi thấp nhẹ xíu. Em miền Quảng Nam á, vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu. Dạ. Em thấy em đâu nông dân gì đâu. Không, em mặc đồ trọng hơn anh. Mặc đó. Đồ là mình gọn gàng vậy thôi, chứ còn em là cái chất em nó vậy á, nó mộc mộc vậy đó, nó bọc trực. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên bên nhà gái cái nào. À dạ, em trải qua 2 mối tình à. Mối tình cũng gần đây nhất là cách đây 1 năm rồi chị. Rồi tại sao mình chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình có bắt tận tay dây tận mặt không, hay là mình sao mà bắt được? Đoạn không đoán bắt được thôi. Nhưng mà em cảm nhận cái ông kia. À, dạ. Hay là hỏi tới ông mà. Ông Nguyễn Yên đó. Đừng để nhà gái phiền lòng nha. Đúng rồi, không cho đem con dâu về đâu đó. Profile của em gửi về chương trình đó thì có ghi là lý do mà mình vẫn là ế bị tỏ tình mà sến quá không thích. Có dạ, cũng vấn đề có. Đó là gì? Dạ tại vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá. Lố quá đó nha, coi lố quá đó nha. Ngồi thục vô. Ơi, bạn này bên này hỏi. Chào em. Dạ chào chị. Giờ mình mặt đối mặt nè. Lanh quá trời lanh à. Có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Tình dạ. Trường sao kể nghe nè. Em cũng 2 mối tình. 2 mối tình. Hình như là mối tình thứ hai là cũng cách đó khoảng đó 1 năm. Sao dạ. Chia tay? Tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao? Cũng có khả năng là có một cái lý do là xa. Vì em mới giàu, sau đó em vào Sài Gòn. À, tức là tới thời điểm này thì em vào Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm. Sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa. Bản thân em, ngoại hình là em không có đẹp rồi nè, thành ra là em sẽ bù đắp lại ở... Thôi bị đặt khiêm tốn, giả bộ, nói ngoại hình không đẹp. Giả bộ hạ xuống chứ. Chị đang khen hay đang chửi em vậy? Không, cái này chị nghiêm túc, chị hết sức là thẳng thắn. Nhìn vào ngoại hình của em hết sức là sáng sủa, biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ, mix màu, ok. Có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu, nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập bập bập. Nhưng mà biết tại sao em rớt là bập không? Dạ không ạ. Tại vô em nói ào ào người ta cho tâm rớt. Có em cái xin đâu dám nói đâu, em ruột rè lắm. Mặt này có lăng nhăng không? Ai dám nói trời. Cái nghề bây giờ bà mối khai thác rất nhiều thứ đây nè. Em trai bình tĩnh. Dạ. Rồi để xem đàn gái coi. Chào anh Nguyễn. Chào em gái. Em nghe bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào? Bạn ấy nói nhiều quá. Hơi lăng bởi vì MC mà. Đôi khi cũng bù qua giùm em. Em hơi nói ít. Ghét tật xấu của người đàn ông gì? Thuốc ạ. Thuốc thuốc. Không có. Rồi. Nhậu. Ít lắm. Thì ít nhậu lắm, nhậu xong đâu nói được đâu. Không gọn gàng. Không gọn gàng. Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Cao 1m65 ạ. Đừng hỏi lại. Gọn gàng sạch sẽ. À, gọn gàng, đẹp trai. Hơi điềm đạm một xíu ạ. Em dễ thương á. Dạ, không nói. Điềm đạm, bình tĩnh lại cho anh.
nha. Dạ. Rồi. Nãy chị Thư nói hỏi thì em nói thôi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại à, có bà. Mẹ hả? Dạ. Lưu là con thứ mấy trong nhà cô? Lưu là con út. Rồi cô thấy con dâu tương lai bên kia thế nào nè? Dạ, thằng bé cũng dễ thương. Bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè. Cô đó về làm dâu với mình hợp không cô? Đó, hơi đứa ăn thôi. Nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương. Con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó. Ừ. Bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm. À cô ơi, vậy là mình bay từ ngoài Đà Nẵng vô đây luôn hả? Bay từ ở Quảng Nam chưa? Đi máy bay gió đét lắm nhưng mà vì con tôi phải đi rồi chứ. Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Mẹ em mà đẹp lắm. Ba con em cũng điển trai lắm. Mà luôn giúp em. Rồi bây giờ mình gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè. Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ. Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Huyền Linh và cô Nam Thư. Em là em họ của chị Hạnh Tuyền. Theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều. Bù vô cái tính ít nói của chị. Chị của em thì hiền lắm, nhát nữa. Nên là trước giờ không có anh nào cua nổi chị em á, nhát lắm. Chào hai vị MC, chào bạn trai. Mình tên Sơn, là đồng nghiệp của bé Tuyền. Nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt nói xíu. Mình về chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? Bắt đầu đi. Hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện. Cũng có duyên khi gặp trên chương trình. Thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này, mình sẽ cũng sẽ hát một bài tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Cảm ơn. Có thể hát tặng bạn gái. Vâng, bài hát được mang tên Hoặc là Em Chia Anh Rồi. Bây giờ phải làm sao? Chắc phải nhờ anh Linh sang bên đó ngỏ lời giùm tôi với. Nói rằng em tên Lưu, đẹp trai nhưng không cao, rất chịu khó chăm lo gia đình. Là một thằng đàn ông không dài gái, là một thằng đàn ông rất ga lăng. Vậy là đủ để em về đôi anh chưa? Chắc là em đã mỉm cười rồi. La 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 la. Mong ra chúng ta sẽ là của nhau. Chắc là em cũng đã mỉm cười. Hình như em đã mỉm cười rồi. Hoặc là em đã chê anh rồi. Chị chỉ em bí kíp đi cô gái. Tới thích cô nào, đừng nói gì hết. Móc đàn ra đàn, hát đứng lên về là hay được. Hay quá. Anh định nói câu đó. Chào Tuyền, ai sắm bộ đồ cho vậy? Thiệt, đáng khen nó đều đẹp. Mình tự sắm hay là người thân sắm? Mình tự sắm ạ. Ồ, cũng có gu thẩm mỹ ha. Làm sao không nhuộm? Cái thằng này nó tù đô dữ gì ta. Bây giờ cưng ơi, mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao, sao, sao rồi tính yêu đương sao. Tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này. À chào Tuyền, Tuyền có câu hỏi gì cho Lưu không? Bạn thấy mình sao? Hay lắm. Xinh, xinh lắm. Làm kế toán. Đúng rồi. Làm bao nhiêu lâu rồi? Làm hơn năm á. Thích cái gì ở nghề kế toán, mình có thể chia sẻ một tí xíu không? À mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng? À không, phải nha, ý là bạn muốn hẹn hò. Bây giờ mình phải yêu đương sao? Hết. Bây giờ anh tạm ngưng mình đàn trai. Đúng rồi. Đàn gái, em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này? Dạ em thấy anh nói nhiều, anh cũng vui, anh hát hay nữa. Ừ. Dễ thương. Dễ thương. Em là người quyết định hết trong cuộc chơi này. Em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha, không cho anh này nói nữa. Cái gì mà mất 65 có cần thiết không? Bà vì hỏi đi. Lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa. Mình có giày độ. Thiệt. Rồi bạn hỏi đi. Bạn biết làm việc nhà không? Đây hỏi mẹ. Mẹ
mẹ là người chứng kiến tất cả. Mình là út trong nhà, mình như con gái trong nhà vậy. Từ khi đi Sài Gòn á, mẹ nhớ lắm, là tại không ai rửa chén giùm. Ý là mình cũng có làm. Nếu ví dụ mình làm việc này thì bạn làm việc kia, có thể chia sẻ lẫn nhau. À là ý là có gì làm giùm hả? Không, ý là chia sẻ. Mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này, nam phải làm kia. Đôi lúc mình rất ít nói, thực sự như vậy. Không phải là, nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi. Con gái mà ít nói như bạn, hiền hiền như bạn á, thì mình nó thuộc cái tiếp người mà mình thích, nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là thích. Mình không có dám nói những điều sến súa, nhưng mà nếu mà nói thích hay không thì có. Rồi, hết thời gian. Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình. À, nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là đó không phải là người mà mình tìm kiếm, không sao. Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được. Nha. Thời gian bắt đầu nha. 3 2 1 Hết thời gian. Thôi. Có bóng mà. Có bóng mà. Đó luôn hả? Tức lại với nhau. Chúc mừng cả hai bạn. Tụi anh ủng hộ các em, nào nắm tay nhau. Ủng hộ các em. Nói để hiểu, để thay đổi. Nha Lu nha. Những chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt cho công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Phần quà dành cho hai bạn là một cặp nhẫn cưới trị giá 10.200.000 đồng đến từ thương hiệu lọc Phúc Fine Cherry. Có thiết kế vượt trội, chất lượng đỉnh cao, thiết kế riêng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Và phần quà này sẽ thuộc về các bạn khi các bạn thật sự chính thức kết hôn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Xin mời các bạn. Hy vọng rằng các bạn ấy đó sẽ nhận ra và các bạn ấy sẽ tìm đến bến bờ hạnh phúc. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Khán giả xem truyền hình cũng sẽ nhận được một quà tặng là một mặt dây chuyền trị giá 3 triệu đồng đến từ thương hiệu trang sức cao cấp Lộc Phúc Fine Jewelry khi tham gia trả lời các câu hỏi của chương trình trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Khán giả xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin. Xin mời gia đình đàn gái. Chào Trinh. Mời nhà trai. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi. Bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta. Nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Cảm ơn. Trời ơi. Rồi đi. Linh ơi. Một Vân lời chào rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời hấp dẫn quá. Ôi ơi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Ồ, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị đừng nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cưng. Dạ, em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên là họ tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện đang em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn, trang trí, sản xuất và thương mại nội thất, gỗ. À, một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương.
thì quê quán thì gần, nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. À, bỏ hàng hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà, nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. À, Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? À, ăn thì không có thích ăn lắm, không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này, thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? À, dạ, thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó, tại vì mình không có muốn tạo cái sự. Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy bên đây cũng có hư hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? À, khuyết điểm ạ. Dạ, nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể, và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phang đồ. Dạ đồ thì không phang. À không phang. Dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Bây giờ em trai nói đi, ưu khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng, vậy là được. Những cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. À, thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? À, ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế này em đi vào trong ấy. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cỡ chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời đất ơi, quay mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? À, còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ. Rồi. Thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thì cô đấy Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó, hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều, nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng, chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Chào em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có bóc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên á là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn gái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Người gì nữa là không ăn nhậu, không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương. Quá dạ. Dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30/4. Mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi qua chương trình này thì tôi gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp về bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay em đi với má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh.
được đến tham dự chương trình này. Thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Ai, tôi nôn lúc tặng quà thôi, quà chai á. Mình có món quà tặng cho bạn. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đâu đây là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm. Em mời, đầu tiên em mời chị. Đây, để đây, để đây. Mình nhà nhà, bên nhà trai. Ngon. Thưởng thức trước em. Sao con mí người ta? Em mời chị Hồng Vân. Rồi, cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình, em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ, em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho, mấy này giải quyết nhanh lắm. Em anh thấy sao? Rất là ngon á. Dạ, ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Ngồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ, không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau. Xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau và trong thời gian gần nhất? Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò. Nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh với nó là mình cứ hẹn hò. Nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó, thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất, đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời? Em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê. Nhưng mà chỉ được thời gian ngắn thôi, cái cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bộc lộ em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là, dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì ạ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên và quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào. Thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Qua nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Cái câu nói này là: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á. Mình không cần phải, ví dụ như là... Cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn. Có thể là hợp nhau về cái gọi là cách sống. Chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè. Một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm. Còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà ba mươi mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh. Mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Ok, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ. Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó. Bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má. Không, hôn đúng má. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu anh chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút.
Xin lỗi mọi người. Rồi. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút, còn em thì thế nào? À, trong lòng của em á thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. À, vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. À, em không muốn là bấm để chơi, để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động. Và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên. Nhưng còn cái nợ ấy, thì nó thực sự ấy, nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút. Và hai bạn ấy vẫn nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. À, chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình, bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc mà các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn món quà của em gái nha. Anh cảm ơn. Thế bắt tay. Đây. Chúc em luôn luôn là thành đạt trên công việc. Và cũng đây, như ý chí và con tim của em sẽ một ngày nào đó rung động và sẽ gặp được một người em. Món quà của bạn trai này giữ lấy đi. Dạ. Để nhớ một ngày. Giữ chứ, kỷ niệm mà. Kỷ niệm. Dạ. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina.